Sao bộ, sao bộ? Thầy đi đâu vậy? Lá gì sao bộ? Thầy đứng lại ngay. Thầy đi đâu? Thầy đi đâu? Chối này lại, chối này lại. Bắt lại, bắt lại. Thầy dùng nhất dương chỉ đúng không? Thầy đã. Ê, 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 không cho thầy vô. Đừng cho ông vô. Chỗ hoàng đâu, để em nói coi. Nè, cái cây xì xích này. Mấy cây này là cây giống như cái cây. Tôi nói ông nha, ông lá xì xích. Em bữa nay mua cái đó rồi, em xua anh nấu cho trời cho em mà bữa nay là ông đi tu mà ông cứ lên nguyên anh lại. Ông đi tu mà ông ăn sát sinh không à. Ủy thề nó tục không à. Sao ông đi tu mà ông ăn cả trứng đi lộn rồi. Ông cứ má mẹ. Phật này là phải đạo thực xuống đây để đi trả nợ. Cái này ông tu hú chứ tu gì? Hôm nay là bữa ăn dịch kia. Nè ông ăn chục dịch kia. Ông ăn tám cử. Này là sát sinh nè mọi người, đây là ông bị lộn nha. Sạch quá nhờ. Sạch quá sạch luôn. Bị lá trà đàng hoàng nha. Đấy xong rồi một hồi cái nước này chỉ đổ phát. À nấu luôn thôi. Ông còn cố tình đổ người mình chứ. Đó vậy là cái nón ra. Sợ người ta quay đầu hỏi hay sao? Trứng là gọi là không. Chứng gọi là không á anh lại. Hả? Lấy nó ra. Không gọi là thí. À không gọi. Bật cái trước, bật cho tôi. Chạy. Thí. Lấy nó xong chạy. Thí à. Mới xanh gà cha. Cha mới xanh gà mẫu. Ước anh là thí xanh gà cha. Ừ, cha mới nắng gà mẫu. Rồi xong rồi á là cha mẫu mới đẻ một cặp là thầy thiếm. Thầy thiếm luôn. Ừ. Rồi một cặp thầy thiếm gọi là thái cực lưỡng nghi tứ tượng là thầy thiếm. Xong mới xanh ra quả đi cộng. À, mới đưa mẫu xuống địa mẫu xuống đây mới quả Evo qua đưa xuống đây trên dương sao là âm dưới này là Evo nó nặng á bẻ gồng sườn á hiểu không à, nặng trong bụng ha à, bẻ gồng sườn số 8 ra nặng ra mẫu á là ông âm sao là ông dương vậy thành ra giữa âm và dương âm là xanh ông âm á khí âm quang khí dương quang hai cái tụ lại nổi cái bùm xanh hồi nãy em quên mua muối tiêu anh lại ơi có mà bốn cánh ảnh có muối tiêu luôn muối tiêu hả đúng rồi không có tiêu mà tiêu luôn rồi xong ngày này không làm cái quần gì hết mà ăn uống không hả đó sao lại đây cũng vậy trần sao lại trên đó như vậy hôm qua đi mua nguyên liệu đầy một xe mà có nước lộn có đường thì không có nè hôm qua ta chỉ mua nước ngọt chứ nè ngoài đường ngoài đó đó sao bộ chứ là mua đường ngoài đường cái đó hốt vô không bây giờ thiếu đường thì thầy lấy nước ngọt thì nêm được cũng là vị ngọt mà ủa trước dịch không rửa luôn hả cần gì rửa đối với thầy không cần rửa đó như cái đầu mày thì cần rửa chứ còn này khỏi không cần ăn dơ xuống lâu cái tay vừa đi vệ sinh là rửa tay chưa vô đây nó 200 độ 300 độ cháy hết sạch à vi khuẩn chết hết ha cũng hay ý nhở ốc bao ốc bao nhìn mặt cười thế nhỉ nhìn cái mặt nhìn nhỉ phải liếm 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 mặt thì ghét không được liếm cười tươi thế ghét luôn lấy cái kéo khoét lỗ này đi thèm khát lắm khoan chừng ông chị môi đỏ sao chị muốn sao chị muốn gì đưa tay ra đưa tay ra chị muốn xem sướng chị bị cần tụi em cứu không chị cần tụi em cứu không lại thò hả sướng bậy nước đái không ấy đây này nước đái nước tiểu em kể cho bà con tôi bác nghe là bà hay đái với tôi tôi thế mà đòi nắm tay ơi trời ơi trời quá rồi quá được đâu làm gì nước đái không ông Bình cầm ông Bình nắm tay bài cái ông bỏ tay ông nắm bài dùng tôi cái cầm vô sướng
Bà Phú, bà Phú. Bình vô. Bà thích anh Bình đâu. Không chịu đâu. Đâu có thích tôi đâu. Anh Khang cầm tay bà đi. Bà gì vậy? Cầm tay bà đi. Bà đi. Anh cầm tay vô. Mấy ông nhát quá. Mấy ông thấy hôm qua tôi cầm không? Cầm luôn hả? Ừ. Cầm lại cho bà xem đi. Cầm đi, cầm, cầm, cầm. Cầm đi. Nhìn ông kìa. Hôm qua tôi cầm nhiều rồi. Cầm tay đi, mau lên. Nè, cầm điện thoại đi. Ờ, cầm điện thoại tự sướng đi. Đưa tay, đưa điện thoại cho bà. Thì bà đang thèm cái tay run này, thèm khát rồi kìa mọi người. Bé, mẹ con đang làm gì vậy bé? Mẹ làm gì biết không? Trời, xuất hiện. Hả? Xuất hiện tay ra luôn nè. Trời ơi, có nhậu. Nắm tay hả? Là kêu nắm tay hả? Nắm tay làm gì con? Con có làm phép không? Muốn nói gì? Muốn gì thì nói. Kêu mẹ bỏ vô tay vô đi. Ôi. Khai lắm, dơ dơ. Tôi nghĩ là bà này mà bị bùa phép của ông kia rồi. Đúng rồi. Bùa yêu, gì bùa yêu lỗ ban đó cả nhà. Tội nghi lắm. Khán giả họ kêu là bùa này bùa lỗ ban đó. Bà chỉ nghe lời theo ổng thôi. Đó thấy không? Đó thằng Trình nói là sẽ thằng Trình liền luôn thấy không? Sáng con Trình liền luôn á. Nói chuyện thôi, không có bắt cu nó, không có bắt cu nó. Nói chuyện luôn không được. Tay Trình vật ra đi, Trình vật ra đi cho bà đi. Vật ra cho bà đi, bà hết chuyện nổi rồi. Nước nhiều rồi, nước nhiều lắm. Rồi rồi, nhìn chết rồi, xong rồi. Nước nhiều lắm rồi, nghe em nói. Chàng chê rồi. Nói chuyện thôi, còn cái tay không được đụng đậy nha chưa? Quá trời luôn nè. Chàng chê rồi cả nhà ơi. Con ơi, vô cứu mẹ. Em biết chị thèm rồi, em biết rồi. Em hiểu, ừ, em hiểu, thèm lắm đúng không? Nhưng mà cái tay không được đụng đâu. Trời ơi, thèm quá. Tiếng âm cái tiếng gì? Nhưng mà sao? Nhưng mà không được, đúng không? Chị nhiều nước rồi, thì để thằng khác đi. Thằng này nó nhỏ như tay. Cái tay dơ quá. Ông này được không? Ông này được không? Thế này sờ mấy ông này này. Em muốn thằng họ đang thằng bột trắng khô khảo quân mạng khánh khô hợp lòng khảo quân miệng không? Sao? Chị bắt cầu cứu lắm mọi người. Năm, cô bác khán giả nghe tiếng này không? Ừ, thèm đúng không? Cô bác khán giả. Ừ, vậy thôi, cứ đang thèm chơi đi nhá. Dịch mấy ngôn ngữ này đúng không? Ừ, không thể nào mà dịch. Hiểu rồi, tức là thèm đúng không? Vậy thôi, cứ nằm ở đấy thèm một mình chơi đi nhá. Cô nghĩ cái gì? Không biết. Chương trình đi vô trong này nằm á, không được đâu. Hả, sao? Cái tay này, cái tay này, cái tay hư đốn này. Nhìn cái tay hư đốn này, cái tay này. Nó cái gì? Cái mặt nó tiếng Việt đi. Bây giờ nói tiếng Việt cái ông Trình vô liền. À, cho chị một cái đi. Hài quá. Ngửa lên cho chị một cái thôi hả? Ok, yeah. Cái gì nướng nướng gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái nên phong hâm tập đoàn hấu quản thất quản bất động quốc động thân thiền mong khóc đi mong tập đi thèm mấy kìa. Chị kêu cầu cứu đúng không? Thằng đang hầu bên thăm khóc ở trong băng hại như mấy sọt trong lần khi con thiền. Chị có muốn ra ngoài không? Hay khỏi bờ. Mấy phụ thăm con khóc bụi đang thầy. Ôi chị đừng dám yêu chị đâu. Đồng thẳng bộ khẳng bộ chẳng thắng đàn khẩy bộ khát bụi tăng đàn đòi hòa mình. Em nói rồi chị đừng có xô hàng nữa. Thôi chị nói tiếng Việt đi. Nói với em không hiểu gì hết á. Nó hiểu. No, stop. Phải quá khan chỉ có mà lê máy đi bà mới im đây. Nó hiểu. Bảo mày đó mà. Ông bảo mày đúng rồi. Hứng nước mưa. Trả cho trả thao ảnh đi không? Còn kia đi mình đánh. Tại ông đây ông dục lăng lắm này. Ông lão xin sức. Ở đây ta đây hứng nước mưa, mưa ở đây gớt xuống. Gì vậy? Mới đại chiến giữa YouTuber và ông lão xin sức hai thiếu nữ xinh đẹp. Ở đây có tôn ti trật tự nha ông lão. Ông có thả tụi nó hai mẹ con ra không? Ông thích xuyên xích hai mẹ con không? Là cái miệng mẹ méo á. À. Hai thằng bay á. Ông biết ông xuyên xích hai mẹ con họ tội nghiệp lắm không? Biết lâu lắm hay không? Bây giờ ông muốn tôi thế nào? Hai cái thằng này cái chừng á, từ đêm tới là cái chừng nè, trong tháng này nè, hồn nó đập mày cho mày chết. Mày đừng lo. Nè, nè, gương mặt nè, rõ gương mặt của ông già nè. Ông thấy tôi khỏe mạnh này không? Khỏe đất. Ít bữa nữa nằm đóng bây giờ. À, tức là ông đang hù tôi đúng không? Hồn nó có quyền dạy mày chứ. Từ đây tới nè, cái hồn nó chui lên trên kia phải không? Nó sấm sét cái đầm ngay chân cái nhau. Điện thoại này đứt sạch. Ông có thấy này ông nổi tiếng không? Ông thấy 700 cái máy đang chiếu mặt ông. Tối ngày không đi lao động mà ăn hột vịt lộn không à? Sao chịu nổi? Mấy thằng bê hàng ngày ăn cái gì? Hồi nhỏ lớn lên mấy bê ăn cái gì? Mấy bê nghe rồi hôm nay lo này có nhiều đây mấy bê kể công. Thằng nào mà nói nhiều quá
cắt cái đường dây YouTube của nó. Nào nói nhiều. Đường dây cứng cứng hả? Tao nói cắt là mấy ông cắt á, chứ mấy mày đừng có chảnh. Cắt bình định trước rồi sư phụ. Đừng có nói mà mấy ông làm không được đâu. Làm biết hết. Ăn sang quá vậy trời. Luộc. Cái phong cách nấu ăn của ông thấy khác người ha. Luộc gì hả? Luộc gì hả? Mấy vịt hả? Ông làm món trứng vịt lộn sọc khế. Món độc lạ. Độc lạ Bình Dương. Đợi em trứng nữa hả? Đợi em thế, đợi em phải đủ mực trứng rồi. Em tới đặng em đầu thêm trứng nữa đó. Phải đủ mực. Bây giờ phải đúng mực trứng cho em à. Hôm qua có 10 thằng. Để báo cho sư phụ một tin này nè. Vợ lớn của sư phụ là đang muốn xuống đây kìm sư phụ á. Chết mẹ rồi. Mới liên lạc với anh em nè. Rồi sao? Bả này điện bả xuống đây tìm tới đây á. Đố chào. Sao gọi bà ra đây chơi sư phụ? Bao mà đây. Bả thấy là bả thấy anh em chia sẻ clip bây giờ bả liên lạc rồi. Ai mà lợn cận là nhất là mày á, là cái đường dây vô 8 của mày coi chừng mấy mét bên. Nó nói nhiều quá hắt lưỡi luôn. Mặt nó luôn ơi. Thôi không biết đâu, tôi sẽ kêu bả xuống đây quậy nát cái khu này. Em là em được cái tầm ngắm rồi đó. Nam nha. Đừng quá rồi, trình hộp là nam 2 rồi đó nha. Từ từ tới mày đó nha. Canh là vợ ổng mà ổng cân lắm. Bây giờ ông Huy mà ông chửi nó kìa. Trời. Là có đâu, có đâu. Đâu có chửi anh. Không có hả? Bây giờ anh em mình đông quá là kém 500 anh em tới giải cứu hai thiếu nữ xinh đẹp. Đúng rồi, chói ông là vô cây đi. Mày giờ tao cho mày 1.000 đi nữa. Ê đúng rồi. Quạng. Anh em hay chói ông vô trong gốc cây đi. Đúng rồi. Chói vô. Mấy ông cứ để tôi. Còn hai tay ông lại phía sau á. Mấy ông cứ để tôi lấy tới chỗ ông đi về Sài Gòn. Mày ăn quạng luôn. Làm đi. Mày yêu cầu tao chỉ có dãy tay gì thôi. Là một đống người của tụi bay á hả? Không, em có đem theo tỏi trừ tà rồi. À. Đách họ. Cái này là bắt đầu, này là bắt đầu từ đây tới là đập nó đó nha. À, đó, xong. À, sao mày đập nó? Nói nhiều, thằng nào nói nhiều là mấy thằng này có phết là quất. Rồi lấy dây nè. Để tao. Để tao. Trời, để tao soi tụi quấn đít cho. Anh em giữ chân ông lại nha. Đúng rồi. Ok. Ê tao. Lấy cái cây trước. À, đây. Anh kia lấy dài kìa đây. Chói lại rồi. Chói ông lại. Nhìn lên. Chói ông lại. Có chừng bể trứng nha anh em. Anh em chói ông lại nha. Từ từ. Đấy à, đây bỏ trứng vô đây bãi. Ủa bỏ trứng vậy hả? Không rửa hả? Thêm nước nữa lại ơi. Thêm nước lên đây. Trời ơi, nó gặp trứng mới được, nó mới chín. Trời ơi. Nó không cách. Không cách độc lạ Sài Gòn. Không cách nổi. Trứng không rửa luôn. Ông cầm cái này cho tôi. Máy cứ tự nắm bỏ. Ông cũng độc lạ lắm nhưng cái gì đó. Khoan từ từ cho tôi. Nó kéo dài kìa. Để từ từ để cho nó ấy cái bọc nó đã. Ông ấy ra nữa. Cô bác ơi. Bây giờ tôi có phải đưa ông này về chữa trị căn bệnh của ông không chữa bây giờ đưa ông này về trời luôn. Ông này bệnh nặng lắm rồi. Bé gái vô giải cứu cha kìa, nó xiền xích cha con kìa. Bây giờ chú sẽ giải cứu hai mẹ con con, yên tâm. Ông này là máu lạnh hoang tưởng. Này hả, hai này. Anh đưa đây. Đưa đây. Đưa đây. Nhưng mà Dương làm việc hai xác là gì? Hai này, hai này, hai này tôi làm việc không? Ông quay rồi. Rồi đó. Cú cú ra, cú cú ra. Xỉu rồi, xỉu rồi. Chói nút. Xỉu rồi. Chói quá thì tao. Vậy. Vậy. Rồi. Quá ông quá cao. Ông em đầu vô tiếp chiêu đi. Không nổi rồi, không nổi. Ông cao quá mọi người ơi. Em nhìn dính bút cước nghe vào mặt rồi. Cước à. Ông có thấy không? Hai cước chứ cước gì? Dính hai cước rồi. Đi bỏ con ạ. Ông nhớ mặt ông nha. Tôi đi ra ngoài tôi nghỉ xíu nhá. Lát nữa là bốn anh em treo ông lên những cái cây gốc này. Treo hai tay hai chân ông luôn. Mẹ ơi. Trời ơi. Đang tìm bà này. Yêu quái tôi. Ông quạt ba tiêu. Chết em rồi. Em ngồi ngay trung tâm luôn mà anh chơi em luôn.
Em bây giờ gai nói gì đâu, không có từ gai hết á. Em mà thiền khô nãy giờ không có làm gì hết, bất dị thân. Hôm nay là phải chu du. Tam tàu bé gì? Làm gì? Ông ra đây mau. Ông ra đây. Nó nghe mà làm gì ba nó là bắt đầu nó ra nó binh liền á ba quý vị. Tiếp cận được không ấy? Ông ra đây không? Cầm cái rổ gì vậy? Xuống gì vậy? Tôi đang đợi ông ấy, cái hàng của ông xong rồi tôi mới xử lý ông xong. Dạ. Yeah. Về đây đây, về chơi về. Đây con. Đâu dây đâu, dây thừng đâu, ngày mai mua dây thừng trói tay trói chân lại. Tại ông đang nằm ở, ông đang ngồi trong cái đống lửa mình không lấy được. Không tiếp cận được ông ấy. Ông đang cố tình ông chơi ngươi thôi đúng không? Được rồi, tôi hơi cay ông rồi đó nha. Khoan thử công trình. Ông đang chọc tức tôi đúng không? Ông ngon, ông bước ra cái chỗ khác ông ngồi coi, ông có xử lý không? Nào, có tỏi rồi. Có tỏi à? Tỏi ông tính làm gì? Sao ăn trứng thịt lộn này có tỏi này? Trứng thịt lộn sao ăn tỏi? Ừ. Tỏi là tôi chét mắt mấy bay. Ông này đã tỏi trong này. Trời ơi, trắng độc, trắng độc. Trắng độc rồi. Trời ơi, trời ơi. Mọi người, trời ơi. Không được mạnh, tôi chết tôi đi. Ông mạnh lắm mọi người ơi. Trời ơi, trời ơi. Xong rồi, xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi, cái tay tôi. Chết rồi. Cái tay tôi tím luôn rồi. Ông vừa tập tôi bằng cái nội công gì vậy? Sao cái tay tôi tím thế này? Ông trả lời nó. Rồi dính bùa, dính bùa. Rồi xong. Rồi xong rồi. Điện thoại nấu luôn rồi quý vị ơi. iPhone 14 Pro Max nấu nướng. Ừ. Ông có chơi bùa không đấy? Không, tím rồi. Mày cứ mê à. Mình làm cái gì thì mình hưởng cái nấy à. Ông chơi gì ông nói rõ cho tôi biết nha. Tôi về tôi chữa trị nha. Giờ là mũi tiêu nè quý vị. Sao? Mặt chưa? Ui dồi. Cấm được sờ nha. Bỏ cái tay nha. Cái tay hư đốn nha. Cái tay hư nó. Vậy vậy, vậy nè. Vậy đi. Cái tay hư này hư này. Thích sờ hay sao nhỉ? Sướng lắm á. Mày đáp ứng bà đi, mày đáp ứng. Sướng lắm hay sao mà cứ thích sờ. Đây 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 em cầm máy cho vô đi, vô đi, vô đi. Vô đi, vô đi. Vô đi em Trình. Vô. Vô chọn luôn, vô chọn luôn. Mày ông đi nha. Ok. Vô luôn. Ôi, đây này, người đẹp ơi. Đây đây, tay đây. Ông đạo thấy, thầy ơi, có thể chơi nước mắm dơ vậy. Mấy nó mét liền rồi mà, nằm dơ luôn. Rồi mấy ông này vùng to quá, nó nhỏ thôi. Ừ. Thầy ơi em không chơi nước mắm đâu thầy ơi. Em không chơi nước mắm đâu thầy ơi. Mày thấy không? Không chơi. Mày dám vô thì mày nữa, mày đừng có nói từ chưa vô chưa đây á hả? Từ đây tới là ít nhất 20 ngày. thầy ơi thầy tha cho em đi thầy ơi. Tao nói hồn đánh là đánh á. Tao không có tha mày đâu. Chui vô cái gì rồi, ổng là kêu rồi. Bước vô khung cấm địa đó từ xã. Nè, con bé nó đi theo để nó báo cho ba nó nè. Con bé này nè. Dạo được trong người quá hả? Nóng quá hả? Thả cũng sao con thằng thầy. Cái không có mua thật đi, cái tay hư đốn này.
mọi người xem mình ghế 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 tay ghế tay quá lắm tay lắm tay không được thằng thầu thằng rô no thè hư quá thằng này nó mà đòi đang nắm công trình không à hư quá à không được nha biết rồi hiểu rồi thôi nằm đấy đi nằm đấy sung sướng mình đi đi dính kéo cái dính cái bộ thật không có lại ngay có hơi ba ghế thì gì em vô quá không làm gì em chân em vậy? Bắt đặt một hàng thì bộ thật đang có lại gì em cũng đâm lăng thông động cho thẳng vô thẳng thôi bây giờ này chỉ giờ đi ra ngoài đi rồi tụi em chỉ bắt chân chứ ra ngoài đi em bắt chân chối lại gì không bắt thật một lát chạy vô nó khỏi mi móc vô nó nghe bây giờ em bắt ông lại đi bắt đầu lần hai cơ được không có đầu đăng thầy vô thả giờ em bắt ông lại nha anh thầy vô thả và hoàn thiện phải sao nghe tụi bắt đầu đăng thầy vô sẵn đăng bắt lại nha nha không học vô thả ok giờ bắt chó lại kêu chị ra nha ok thế vô đăng thầy vô thả đi bắt trình lại mình lại lôi mình lên rồi con đứng ở đây có ai vô con kêu ba nha kêu ba thử bé nó bảo vệ lắm bảo vệ cực kỳ luôn nghe lời ba lắm con cứ đứng ở đây có gì hú ba anh em nghe cho cái sổ tôi ghi mấy mình ta phải đó mình coi cho kỹ coi rồi cho nha coi rồi biết. Sáng giờ có hoài không mới cái đó tao mới ghi coi rồi luôn coi mà phải để cho hiểu cho biết chứ đừng hiểu gì đâu ghi đâu không hiểu gì thì đó ghi mình học mấy mê đâu phải có sở chứng đi thì từ mới biết chứ chữ mấy trên trời dưới đất ai hiểu gì đâu mấy mê biết liền thôi chắc mấy mê làm thầy thôi luôn tại vì cái hình hồn hình là âm hình gọi là con mà hồn là cha hả dù anh có thần hồn nữa cũng là cha mà thánh hồn cũng là cha tiên hồn cũng là cha phật hồn cũng là cha nhưng mà phải lên bốn cấp bậc đó vậy là nhiều hồn lắm hả anh lại ủa nó hàng cấp bậc nào là nó màu đó trời ơi bữa nay mới phát hiện nghe ông lão đổi giày mới quá trời vậy chứ bộ anh tưởng cái nhân đạo này nè cái thân này lấy cái nhân đạo này cái hình này nhân đạo này nó mới tiến lên được đây rồi. Là học thịt lộn mà gọi là cha gọi là tam giáo nguyên ngũ chi hợp nhất cực kỳ tốt luôn á ngũ chi thì trong là nhân đạo thần đạo thánh đạo tiên đạo phật đạo còn ở trên bây giờ nè trong thân mình nó có ngũ quan và ngũ khí làm sao cho nó chuyển âm về dương ông vũ đằng sau lưng sư thầy ông cái gì đây thầy làm cái gì ở đây đây sư cái gì vậy gì vậy vậy anh cũng quay được luôn rồi thầy ơi ghi vào đây đang phát đường ghi vào sổ gọi là sổ tiên dương ông ơi trình gì chưa vợ ghi vào sổ tiên dương trình vào lén nè có gì không bà không có nha không có nha chị không có nha bị vi phạm mà đúng không bị vi phạm chị... hả không có nha chị không có nha okay rồi, cái này là cái này chị bị oan nha trình bỏ vợ vậy trình vỡ mà chui vào cái này bị oan nha xong toan cái gì đây đang quay đây anh rồi. Nghỉ hai sáng em, rồi hai em đãi vô sổ sách nha cả nhà rồi vô toàn ghi vô đó là hồn làm gì tôi quay chín chưa đừng nói nữa xong phim em là bữa nay lập công nha.